Nga tung ra phiên bản mới của radar trên tàu hải quân Việt Nam, nhỏ mà có vỏ. Vào đầu năm 2019, Hải quân Nga sẽ nhận được hai tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800 lớp Karakurt nâng cấp và chúng sẽ được trang bị radar đa nhiệm thế hệ mới nhất Positive MK. Đây là hệ thống radar có thể vừa cảnh giới nhìn vòng phát hiện mục tiêu, vừa có thể dẫn bắn cho tên lửa. Nó có thể phát hiện bất kỳ mục tiêu trên không hoặc trên mặt biển nào trong vòng bán kính 300 km. Điều này cho phép con tàu có thể nhìn được xa hơn gấp 3 lần so với radar thế hệ trước. Ngoài ra, radar Positive MK còn có khả năng chỉ huy biên đội tàu chiến tác chiến, mà theo như các chuyên gia, việc đưa tổ hợp mới này vào trang bị sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của các tàu tên lửa lớp Karakurt. Theo như thông tin được chỉ huy Hải quân Nga tiết lộ với tờ Izvestia, thì hai tàu tên lửa thuộc đề án 22800 lớp Karakurt sắp được trang bị tới đây sẽ lắp các tổ hợp radar chủ động Positive MK. Việc chuyển giao hai tàu này được dự định là vào cuối năm nay. Và dựa trên các kết quả thực tế, quyết định về việc có tiếp tục trang bị các tổ hợp radar Positive MK cho các tàu lớp Karakurt tiếp theo sẽ được đưa ra. Radar Positive MK được cấu tạo bởi nhiều module đặt trong vòm chế tạo bằng sợi thủy tinh, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt lên tàu. Radar có thể hoạt động cả ở chế độ chủ động và thụ động. Ở chế độ thụ động, nó có thể phát hiện mục tiêu tại mặt nước, bán kính lên đến 300 km. Thông số về bán kính phát hiện mục tiêu ở chế độ chủ động không được công bố, tuy nhiên chắc chắn thông số này sẽ vượt trội hơn so với các radar Mineral ME đang được trang bị cho các tàu tên lửa cỡ nhỏ của Nga. Radar mới này được thiết kế để tìm kiếm, phát hiện và bám bắt mục tiêu cả trên không và trên mặt biển. Nó có thể đồng thời giám sát được 40 mục tiêu. Radar này cho phép theo dõi được các mục tiêu bay cỡ nhỏ và bay thấp, bao gồm cả tên lửa hành trình. Radar Positive MK tự động đánh giá mức độ nguy hiểm của từng mục tiêu, sau đó tự động bám bắt và hiển thị lên màn hình của người vận hành để đưa ra các phương án tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống radar mới này tích hợp cùng với các tổ hợp pháo, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không trang bị trên tàu. Với từng loại vũ khí, radar sẽ xác định mục tiêu mà nó có khả năng tiêu diệt cao nhất. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về thuyền trưởng của con tàu, người có thể đưa ra quyết định khai hỏa vào bất cứ lúc nào. Tổ hợp cũng có thể kiểm soát hoạt động của biên đội tàu và chỉ định mục tiêu cho các tàu này. Chuyên gia hải quân ông Dmitry Boltenkov nói, các tàu Karakurt với radar sẽ giúp mở rộng khả năng tác chiến của chúng. Và cũng theo ông thì khả năng tấn công của con tàu cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Positive MK là phiên bản nâng cấp từ radar Positive ME, loại vốn cũng được trang bị trên các tàu tên lửa tấn công nhanh BPS-500, Monia đề án 1241.8, cũng như các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.